cái giọng hát của Cẩm Ly. Cô chú thì rất là mê cái dòng nhạc này. Rất là hồi hộp và mong chờ, tại vì lâu lắm rồi chị cũng không có ra cái sản phẩm mới. Đang cùng theo dõi chương trình Cẩm Ly, những tình khúc trữ tình xưa và nay. Mà trồng sao mà nó ảnh hưởng quá, làn da của chị đã đen sau khi mà trồng trọt, nhưng dưỡng thương một thời gian đã quay trở lại để tái xuất điều này. Mình cũng rất là yêu thích những bài nhạc xưa và mình cũng mê chiếc áo dài Cẩm Ly mặc. Những cái liên khúc là rất là tuyệt vời. Chương trình đầu tư rất là công phu. Sản phẩm được Minh Vy đầu tư rất là chỉnh chu về phần hòa âm, tiết tấu, chọn lọc những cái bài rất là đặc sắc của Cẩm Ly. Cũng tốn một cái thời gian cũng khá lâu, anh với anh Vy mới có được ra một cái bản hòa âm, cái liên khúc khoảng 6-7 bài gồm những cái nội dung khác nhau. Cái đó, bởi vì cái đó là cái hồn của dân tộc. Nếu các em bỏ cái đó, coi như các em mất nửa phần của cái dòng máu Việt Nam trong người mình rồi.